Gia đình biệt động Sài Gòn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gia đình anh Trần Vũ Bình, con trai chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai, rất xúc động khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đã tìm lại phim để in những tấm ảnh chụp Tổng Bí thư đến tham quan khu di tích lịch sử hầm chứa vũ khí bí mật phục vụ cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất ngày nay, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Anh Trần Vũ Bình tâm sự, nghe tin Tổng Bí thư từ trần, gia đình tôi như mất đi một người thân. Các gia đình biệt động Sài Gòn khác cũng vậy. Để tỏ lòng tưởng nhớ Tổng Bí thư, các địa điểm di tích lịch sử của biệt động Sài Gòn như Bảo tàng biệt động Sài Gòn, Gia Định, hầm chứa vũ khí bí mật đánh trận Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất ngày nay, quán cà phê cơm tấm Đỗ Phủ đã treo cờ rủ trước cổng. Anh Trần Vũ Bình kể, sáng ngày 31 tháng 1 năm 2018, sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, gia đình đã rất vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Đang dự lễ kỷ niệm thì gia đình được báo sẽ có một vị khách đặc biệt đến thăm, nhưng không biết đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác đến thăm gia đình và tham quan hầm chứa vũ khí phục vụ cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai, Năm Lai, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Tổng Bí thư đối với lịch sử, với những cống hiến, hy sinh của nhân dân cho cách mạng và để lại trong lòng các gia đình thế hệ sau của lực lượng biệt động Sài Gòn sự yêu mến, kính trọng. Anh Trần Vũ Bình cho biết. Anh Trần Vũ Bình nhớ lại, bác hiểu rất sâu, nắm rất rõ về lực lượng biệt động Sài Gòn. Tôi chưa kịp giới thiệu gì, bác đã hỏi rồi. Bác cũng biết về những cống hiến của gia đình tôi, đã hy sinh với bao nhiêu tài sản. Bác nói, đây là cơ sở tiêu biểu. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Đến tận bây giờ, tôi vẫn như đang nghe bác hỏi nhỏ bên tai tôi, rằng hiện vật này như thế nào, nó là gốc hay là phục dựng lại. Với cương vị Tổng Bí thư, bác bận trăm công nghìn việc, thời gian rất eo hẹp và có rất nhiều việc phải quan tâm. Tuy nhiên, bác đã đến thăm và trò chuyện thân mật, gần gũi với nhân chứng lịch sử là các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Đây là điều đáng trân quý và trân trọng đối với các nhân chứng lịch sử biệt động Sài Gòn năm xưa và thế hệ con cháu biệt động Sài Gòn hôm nay. Anh Trần Vũ Bình nói. Tại cuộc gặp gỡ này, Tổng Bí thư đã ghi nhận sự gian khổ của gia đình chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai khi xây dựng, giữ gìn hầm vũ khí. Bác cũng cặn kẽ thăm hỏi các nhân chứng lịch sử về quá trình đào hầm, cất giấu vũ khí để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công nửa thế kỷ trước. Điều đặc biệt là chưa cần gia đình giới thiệu, bác dường như đã biết khá nhiều về gia đình ông Năm Lai, về căn hầm này. Anh Trần Vũ Bình nói thêm. Anh Trần Vũ Bình cũng cho biết, trong buổi gặp hôm đó, còn có những chiến sĩ biệt động Sài Gòn là đồng đội của ông Trần Văn Lai, giờ đã ở vào tuổi xưa nay hiếm như bà Vũ Minh Nghĩa, ông Phan Văn Hôn, Bảy Hôn. Tổng Bí thư đã thăm hỏi ân cần với từng người. Tổng Bí thư đã trò chuyện với ông Bảy Hôn từ chuyện chiến tranh, súng đạn đến chuyện lưu giữ lịch sử biệt động cho thế hệ sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với chú Bảy Hôn rất cởi mở, như một người lính cùng đơn vị, chứ không phải là một người lãnh đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng giao nhiệm vụ cho gia đình chúng tôi cần tiếp tục phát huy, tìm tòi những kỷ vật của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa để giữ gìn, bảo quản cho con cháu đời sau hiểu hơn về lực lượng đặc biệt này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn căn dặn, những chiến sĩ biệt động như ông Trần Văn Lai, chú Bảy Hôn, cô Minh Hạnh đã có nhiều hy sinh cống hiến cho Tổ quốc, cho thành phố. Vì vậy, con cháu sau này cần biết ơn và tri ân họ nhiều hơn. Anh Trần Vũ Bình nhớ lại. Khi đến thăm căn hầm bí mật trong gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp cả cháu ruột của ông Năm Lai là cháu Trần Trọng Nhân, lúc đó 8 tuổi. Tại buổi gặp, Tổng Bí thư cũng rất quan tâm, hỏi han cháu Nhân. Cho nên dù chỉ được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần duy nhất, nhưng đến tận bây giờ, sau 6 năm, cháu Nhân vẫn nhớ như in từng chi tiết. Cháu Nhân cho biết, lúc đó con còn nhỏ, chưa biết ông là ai. Khi con đi ra và đứng kế bên ông khoác vai con, ông hỏi, cháu học lớp mấy, cháu có ở cùng với bà không? Lúc này con cảm thấy ông rất gần gũi, giản dị. Giờ nghe tin ông mất, con rất bàng hoàng, buồn, tiếc nuối. Ông không còn nữa, nhưng con cảm thấy con vinh dự, may mắn vì đã được gặp một vị lãnh đạo gần dân, mến dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của những người đồng nghiệp. 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, con người của Tổng Bí thư là hình mẫu về đạo đức, cách mạng khiêm tốn, giản dị
gần gũi với đồng chí, với nhân dân. Gần gũi với nhân dân. Nhắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định, đó là người thầy, người thủ trưởng, người anh của tôi. Tôi vào nghề báo được sự dẫn dắt, chỉ bảo của Tổng Bí thư, lúc bấy giờ là phó vụ trưởng vụ xây dựng đảng của tạp chí Cộng sản. Trong suốt quá trình làm việc và học tập, tôi luôn nhận được sự yêu thương, trìu mến từ người thầy, người anh, đồng thời là thủ trưởng. Trong suốt 40 năm làm báo chuyên nghiệp, nhà báo Nhị Lê rất vinh dự, luôn nhận được sự gửi gắm tin cậy của Tổng Bí thư, đặc biệt là tình cảm của Tổng Bí thư đối với cơ quan lý luận về chính trị của Trung ương Đảng, nơi Tổng Bí thư có 29 năm 8 tháng công tác. Mỗi lần về thăm tạp chí, Tổng Bí thư luôn căn dặn tạp chí Cộng sản hãy xứng đáng với truyền thống của mình, xứng đáng với Đảng, xứng đáng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sáng lập ra tạp chí Cộng sản hiện nay. Qua mỗi lần được làm việc với Tổng Bí thư, ban biên tập tạp chí Cộng sản nói chung, cá nhân tôi nói riêng luôn nhận được sự động viên, khích lệ, cũng có thể là giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong việc xây dựng tạp chí Cộng sản một cách toàn diện, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nhị Lê nhấn mạnh. Chia sẻ về những kỷ niệm khi cùng công tác với đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại tạp chí Cộng sản, nhà báo Nhị Lê cho biết, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, ngay trong bản thân tạp chí có ý kiến đề nghị đổi tên tạp chí Cộng sản trở về với tên gọi cũ là tạp chí Học tập. Lúc đó, với cương vị là tổng biên tập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức kiên quyết cho rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, tạp chí Cộng sản vẫn nguyên vẹn là cơ quan lý luận về chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những ngọn cờ đầu về lý luận, chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng quyết định không đổi tên tạp chí Cộng sản, trở về với tên gọi tạp chí Học tập. Tôi cứ nghĩ mãi, phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, hết sức độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổng Bí thư tiếp nối và xác quyết những vấn đề quan trọng của cơ quan lý luận về chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nhị Lê chia sẻ. Nhà báo Nhị Lê cũng nhớ mãi chuyến công tác về Văn Chấn Yên Bái cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản vào tháng 12 năm 1986. Lúc đó là mùa đông, rất buốt rét. Tổng Bí thư chỉ vào đôi chân trần của những cháu học sinh đến trường rồi quay sang hỏi tôi, em nghĩ gì? Tôi thưa lại với Tổng Bí thư rằng, hôm nay là khai mạc đại hội lần thứ 6, đại hội đổi mới của Đảng ta. Em kỳ vọng cuộc đổi mới sẽ làm cho những đôi chân trần kia có đôi dép để đi tới lớp những ngày đông giá rét. Lúc này, tôi nhìn thấy trên gương mặt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có hai giọt nước mắt. Đấy là hình ảnh mà tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Nhà báo Nhị Lê xúc động nhớ lại. Qua gần 40 năm đổi mới, những thành tựu của đất nước đã gặt hái được rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Cách đây ít lâu, nhắc lại chuyện đó với Tổng Bí thư, tôi nói với Tổng Bí thư mình đã trở lại Lai Châu, Yên Bái, trở lại thăm Văn Chấn và thấy điều ước nguyện lúc bấy giờ đã trở thành hiện thực. Những đứa trẻ không đi chân đất đến trường nữa, nhà báo Nhị Lê cho biết. Việc rất nhỏ như vậy nhưng nói thay tất cả suy nghĩ, khát vọng, hành động của Tổng Bí thư suốt mấy chục năm qua. Đó cũng là một trong những thành quả quan trọng đem lại hạnh phúc cho nhân dân, là cơm ăn, áo mặc, là đôi dép cho những đôi chân trần ngày xưa của các cháu giữa mùa đông giá rét. Tổng Bí thư là tư lệnh của lòng dân, là sự kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng. Tổng Bí thư là sự hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ cùng với đất nước Việt Nam, góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức, nhà báo Nhị Lê khẳng định. Tầm tư duy lớn, chiến lược.
là người chuyên nghiên cứu về Đảng nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có tình cảm đặc biệt với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn khi nghe tin Tổng Bí thư ra đi. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, ở thời điểm lịch sử này, Tổng Bí thư là niềm tin của toàn Đảng, toàn dân ta. Người dân, cán bộ, đảng viên dành tất cả sự kính trọng, quý mến và cả biết ơn đối với Tổng Bí thư. Chia sẻ về kỷ niệm sâu sắc nhất của mình đối với Tổng Bí thư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhớ lại thời điểm Tổng Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương từ năm 2001 đến năm 2006, và ông được tham gia là thành viên của Hội đồng. Qua làm việc, tôi cảm nhận được Tổng Bí thư là một con người có tầm tư duy lớn, tư duy chiến lược, nhưng đồng thời lại hướng vào xử lý và giải quyết những vấn đề cụ thể của đất nước khi nghiên cứu lý luận, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc khẳng định. Việc nghiên cứu lý luận để xử lý những vấn đề thực tiễn của đất nước, nhất là lúc đó bắt đầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tất cả đều đặt ra những vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Sau này, tiếp xúc trong công việc hay trong đời sống cá nhân, ông luôn cảm thấy con người của Tổng Bí thư là hình mẫu về đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng chí, đồng sự, gần gũi với nhân dân, có tình yêu thương rất sâu sắc với mọi người. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất, và đến hôm nay, ấn tượng đó vẫn giữ nguyên trong lòng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc. Với 57 năm tuổi Đảng, 30 năm làm Ủy viên Trung ương Đảng, 27 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 13 năm làm Tổng Bí thư, bề dày công tác đó thể hiện đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều chức vụ từ cơ sở rồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội hai khóa, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư. Đồng chí luôn dồn hết sức lực, trí tuệ của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức coi trọng lý luận phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa một chính khách, một nhà lãnh đạo với một nhà lý luận, một nhà khoa học. Đồng chí quyết đoán trong lãnh đạo, nhưng đồng thời lại biết lắng nghe các cộng sự, lắng nghe cấp dưới, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đây cũng là phẩm chất cao quý của người lãnh đạo. Một điểm đặc biệt nữa là Tổng Bí thư luôn nhắc nhở phải học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, và chính đồng chí là người học tập theo tấm gương của Bác Hồ rõ nhất. Tổng Bí thư luôn khiêm tốn, giản dị, lắng nghe, thương yêu mọi người, quyết đoán nhưng rất tình cảm. Đồng chí cũng rất quyết liệt trong đấu tranh chống lại những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.